Mình mới mua cái dụng cụ này nè các bạn. Thì cái dụng cụ này là cái dụng cụ sơm đất các bạn. Đây nè, nó gồm có hai đầu nhọn nè, bằng sắt gân nè, để mà mình ghim xuống đất các bạn. Rồi cái cần này thì mình đạp xuống nè, mình lấy chân mình đạp xuống. Thì cái cây này là nó cao 1m2 các bạn. Cái thân của nó là tiếp tiếp sắt, cầm thì nó nặng tay lắm các bạn, khoảng hơn 2 kg á. Ở cái đầu này nè thì có hàn sẵn hết rồi, hàn bít hết, rất là chắc chắn luôn. Này, ở trên cái cán của nó nè các bạn, hàn luôn. Thì cái dụng cụ này nè thì mình ghim xuống đất, rồi mình đạp đạp cái cần này xuống, rồi mình xeo lên để mình vô phân đó các bạn. Mình thấy cái dụng cụ này nó cũng hay hay đó các bạn. Thì các bạn nào có cần mua để mà mình xài cho vườn cây nhà mình á, để dùng để xơm để vô phân á, thì có thể bấm vô cái phần giỏ hàng màu vàng vàng mình để phía dưới nha. Mình cảm ơn các bạn.